Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 4253 đến chương 4257. Hoàng Vân vốn dĩ tràn đầy tự tin, hắn luôn cho rằng coi như chỉ cần một cường giả lục phẩm thiên cảnh đỉnh phong kia vẫn có thể đánh giết Dương Thanh, nhưng thực sự lại không nghĩ đến cuối cùng lại khiến cho hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Tại thời điểm Dương Thanh cùng Hà Thanh Đông đang thảo luận về nhận đế vương, Hoàng Vân đã mấy lần đều muốn nhân cơ hội lén rút bỏ chạy. Nhưng thời điểm mỗi một lần muốn động đậy, Hoàng Vân liền phát hiện ra ánh mắt lạnh như băng của Dương Thanh sẽ liếc hắn một cái. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt của Dương Thanh, Hoàng Vân liền bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Cuối cùng ngay cả khí lực đứng lên đều không có. Hai chân hắn căn bản là không thể sai khiến. Lúc này nhìn thấy Dương Thanh hướng về phía hắn đi tới, nội tâm của hắn đều nhanh chóng sụp đổ, lập tức khàn giọng thét lên: Ngươi không được qua đây. Hà Thanh Long đi theo bên cạnh Dương Thanh vừa cùng nhau đi tới, đồng thời cùng giải thích nói ra: Gia hỏa này trước đây mấy ngày tại thời điểm Thần Đa Tông bắt đầu luyện chế người liền mang theo mấy tên cao thủ rời đi. Tôi xem chừng hắn khẳng định là muốn đuổi giết Ngô Hùng Bá bọn họ. Bây giờ đột nhiên trở về mà hoàn toàn không biết những chuyện phát sinh tại Thần Đan Tông mấy ngày trước đó. Hoàng Vân nghe vậy vô thức gật đầu nói ra: Không sai, ta mấy ngày trước đây ra ngoài tìm nhóm người Ngô Hùng Bá, căn bản không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Trước đó muốn luyện chế người cũng là cha ta Hoàng Hạc Phi lão già kia, đây là do hắn cùng Hoàng Tử An tên ngu xuẩn kia là bọn hắn nhất quyết phải luyện chế người. Kỳ thực ta cũng mười phần chán ghét cách làm của bọn hắn, ta đã nhiều lần ngăn cản bọn hắn không nên luyện chế người, nhưng lão già kia căn bản cũng không nghe lời ta. Van cầu ngươi tha cho ta một cái mạng chó đi, ta về sau sẽ vì ngươi mà làm trâu làm ngựa. Hoàng Vân một bên dập đầu cầu khẩn, một bên ánh mắt sau khi đột nhiên chú ý tới Hà Thanh Long, hắn nháy mắt liền nghĩ đến điều gì đó, thế là cũng ba quỳ chín bái với Dương Thanh. Cuối cùng Hoàng Vân trực tiếp mở miệng: Sư phụ, về sau ngài chính là sư phụ của ta cái mạng này đây là của ngài. Hà Thanh Long lo Dương Thanh sẽ mở lòng từ bi mà bỏ qua cho Hoàng Vân, thế là lập tức cắt ngang lời nói của Hoàng Vân, khuyên Dương Thanh: Sư phụ, người tuyệt đối không được tin những lời ma quỷ của súc sinh này. Súc sinh này cùng Hoàng Hạc Phi lão bất tử kia tính cách chính là y chang nhau. Ngày bình thường đều không ít lần ức hiếp kẻ yếu, nhất là súc sinh này thường xuyên gây tai họa cho những tiểu nữ tử yếu ớt, mà lại cũng thường xuyên luyện chế người sống. Dương Thanh khoát tay áo ra hiệu cho Hà Thanh Long không cần nói thêm nữa. Ngay sau đó Dương Thanh một chân dẫm tại trên đầu Hoàng Vân: Ngô Hùng Bá bọn họ đâu rồi? Dương Thanh lúc này quan tâm nhất chính là an nguy của Ngô Hùng Bá mấy người. Tuy nói mấy người lúc trước bị đánh chật vật chạy trốn, nhưng lúc đó cũng là không có biện pháp nào. Mấy người lúc trước có thể đến đây cứu giúp, Dương Thanh thực sự cảm động từ tận đáy lòng. Cảm nhận được sát cơ nồng đậm, Hoàng Vân vốn dĩ tại Thanh Long Thành luôn làm mưa làm gió, phát lối đến cực điểm, đúng là xón nước tiểu đầy đất ngay tại chỗ. Hoàng Vân run đập cập nói ra: Ta Ngô Hùng Bá bọn hắn ta cũng không biết ra. Bọn hắn từ khi chạy ra khỏi Thần Đa Tông về sau liền phản phất như bốc hơi khỏi dân gian. Ta chỉ một câu, Hoàng Vân lắp ba lắp bắp hơn nửa ngày mới nói xong. Hắn đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngay vậy Dương Thanh cũng hơi yên tâm một chút, anh nhìn ra được Hoàng Vân lúc này cũng hề nói dối. Dương Thanh không kiên nhẫn nghe Hoàng Vân nói tiếp, mà là tăng lớn lực đạo dưới chân, ánh mắt băng lạnh đến cực điểm. Nếu ngươi vừa rồi đã nói cái mạng chó này của ngươi là của ta. Hoàng Vân vạn phần hoảng sợ, vội vàng lên tiếng nói: Không sai, cái mạng chó này của ta chính là của ngài, cái mạng nhỏ này của ta chính là thuộc về sư phụ ngài. Ngài muốn ta chết lúc nào ta liền chết ngay lúc đó. Hoàng Vân đem hết toàn lực thể hiện lòng trung thành của mình với Dương Thanh, chỉ cầu mong có một cơ hội sống sót. Thế nhưng là lời tiếp theo đó của Dương Thanh lại làm cho Hoàng Vân nháy mắt
tuyệt vọng tới cực điểm. Duy Thành âm thanh lạnh lùng nói ra, vợ ta hiện tại liền cho ngươi chết. Không. Giờ khắc này Hoàng Vân bị dọa đến gần như ngừng thở. Hắn đem hết toàn lực phát ra tiếng cầu khẩn thê lương. Duy Thành không cho hắn có cơ hội sống lâu. Dưới chân truyền ra một luồng linh khí, đầu của Hoàng Vân nháy mắt hóa thành bột mịn. Sau đó Dương Thanh ôm Tiểu Tiểu đi sâu về phía bên trong Thần Long Tông. Dù sao thì đây cũng là tâm môn đứng tại đỉnh tim của Thanh Long Thành. Ngay cả phủ thành chủ đều bị bọn hắn chiếm đoạt, thì bảo vật tích chứa trong đó đương nhiên là không ít. Đối với tâm môn muốn giết mình, Dương Thanh từ xưa đến nay sẽ không bao giờ nương tay. Ngắn ngủi chưa đầy nửa canh giờ, anh đã đem bảo vật của Thần Long Tông hết thảy bỏ vào trong Nhật Đế Vương. Sau khi có được những thứ này, Dương Thanh vô cùng cảm kích Hà Thanh Long đã đưa tặng cho anh những trữ vật tốt như vậy. Làm xong tất cả những chuyện này, Dương Thanh ôm Tiểu Tiểu chuẩn bị rời đi, hỏi Hà Thanh Long, ông chuẩn bị đi đâu bây giờ, về phủ thành chủ hay sao? Hà Thanh Long cười cười lại trả lời, tôi đương nhiên là đi theo chân sư phụ người rồi. Phủ thành chủ của tôi sớm đã bị cướp đoạt, bên trong tụ tập vô số cường giả. Bằng vào trạng thái bây giờ của tôi, một khi trở về cũng chỉ có thể là một con đường chết. Đương nhiên, sư phụ người nếu là cảm thấy không tiện lắm nếu đưa tôi đi cùng, và tôi trước hết sẽ tìm nơi nào đó để chữa lành vết thương. Chờ khi gần như khôi phục trở lại, sẽ trở về phủ thành chủ, đoạt lại những gì vốn nên thuộc về tôi. Nói xong những lời cuối cùng, ánh mắt Hà Thanh Long trở nên thâm trầm, khí tức vương giả, cửu cư cao vị trên thân kia cũng lần nữa tỏa ra. Hiển nhiên, phủ thành chủ lớn như vậy bị cướp đoạt đi, Hà Thanh Long hoàn toàn không cam lòng. Nghe xong những lời này, Dương Thanh ngược lại cũng không để Hà Thanh Long rời đi. Dù sao thì tu vi bản thân ông ta cũng không tính là thấp, coi như khó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ ít cũng có chút năng lực tự bảo vệ chính mình. Tôi chuẩn bị trước tiên đi Lôi Thiên Tông một chuyến, xem Ngô Hùng Bá bọn họ khả năng đang ẩn thân ở nơi nào. Mấy người bọn họ lúc đó vì cứu tôi nên tất cả đều bị trọng thương. Dương Thanh nói liền đi về hướng Lôi Thiên Tông. Mấy người đó nếu là vì lúc trước cứu mình mà chết, thì Dương Thanh cả một đời này trong lòng cũng sẽ áy náy. Bọn họ mặc dù cùng mình không thân mà cũng chẳng quen, nhưng tuyệt đối là những người chân thành nhất với mình sau khi anh đi vào cổ võ trung giới. Tại trong lòng Dương Thanh, bọ sớm đã là người trong nhà. Thời điểm Dương Thanh về tới Lôi Thiên Tông đã là buổi sáng ngày hôm sau. Nhưng khi bọn họ đi vào Lôi Thiên Tông, phát hiện bên trong vậy mà không có một ai, một số công trình kiến trúc cũng bị sụp đổ. Hiển nhiên là trước đây không lâu, ở đây đã trải qua một trận đại chiến. Không tốt. Dương Thanh thầm than một tiếng, khi vừa tới cổng, anh liền đã cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Quả nhiên, sau khi Dương Thanh đi vào sâu bên trong Lôi Thiên Tông, phát hiện trên mặt đất la liệt đầy thi thể. Cảnh tượng tuy không kinh hoàng như Thần Long Tông, nhưng cũng kém là bao nhiêu. Bắp thịt cả người Dương Thanh căng cứng, sát cơ bắn ra tứ phía, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm. Nơi này sao lại trở thành như vậy? Chuyện này... Sắc mặt Hà Thanh Long cũng đại biến, ông ta nhíu chặt lông mày nói ra. Tôi biết, nhất định là do Hoàng Vân tên xuất thân kia làm. Anh mấy ngày nay không có tại Thần Long Tông mà lại đến đây hủy diệt Lôi Thiên Tông. Tôi liền đã nói trước đó tại Thần Long Tông nhìn thấy một số bảo vật, tại sao là có chút quen mắt. Thì ra những thứ đó chính là bảo vật mà Lôi Chấn Thiên có được trước đây không lâu. Khẳng định là do Hoàng Vân tên xuất thân kia sau khi cướp đoạt liền phái người đưa về. Nghe được những lời này, Dương Thanh chỉ hận lúc trước đã để Hoàng Vân chết quá dễ dàng. Bởi vì chính mình mà Lôi Thiên Tông cũng bị liên lụy, đây là kết quả mà Dương Thanh không nguyện ý nhìn thấy nhất. Anh vốn cho rằng Lôi Thiên Tông cho dù là một môn phái nhỏ cũng tuyệt đối không có khả năng luân đạt tới tình trạng bị hủy diệt. Mấy tên khốn kiếp này, sớm muộn gì tôi cũng tìm được Hoàng Hạc Phi lão cẩu kia, tự tay vặn đầu hắn xuống. Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc này đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh đầy khinh thường. Khẩu khí thật là không hề nhỏ đó, cũng dám vũ nhục Hoàng Tông chủ như thế, thật sự đúng là tìm đường chết.